Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 100 nội fashion phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Vài năm trở lại đây, ngành thời trang có một bước tiến mới khi ứng dụng kỹ thuật in chuyển nhiệt lên vải. Kỹ thuật này giúp các nhà thiết kế diễn đạt chân thực ý tưởng của mình với những hình ảnh sắc nét, thời gian nhanh chóng. Câu chuyện về kỹ thuật in chuyển nhiệt sẽ có trong một fashion story, nhưng trước tiên mời quý khán giả cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Sắp tới đây, từ ngày 21 tháng 4 đến hết ngày 23 tháng 4 2016, triển lãm thương mại chuyên ngành mỹ phẩm làm đẹp 2016 sẽ trưng bày hơn 60 chủng loại hàng hóa, bao gồm từ mỹ phẩm, các sản phẩm dịch vụ máy móc, công nghệ làm đẹp, thẩm mỹ, spa, chăm sóc tóc, chăm sóc da, chăm sóc móng, v.v. để đóng gói nguyên phụ liệu bao bì cho ngành mỹ phẩm làm đẹp. Là lần thứ 9 được tổ chức, triển lãm năm nay có sự phát triển vượt trội với quy mô trên 250 gian hàng của 170 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Bulgaria, Trung Quốc, Đức, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Trong đó có hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm, đặc biệt có hơn 50% nhãn hàng mới tham gia triển lãm. Năm nay, triển lãm đã tăng 30% so với năm ngoái. Mình có rất nhiều spa mới tham dự. Mình có những workshop nói về thẩm mỹ và mình sẽ có những chương trình về thời trang tóc và trang điểm sau 2 năm trở lại. Triển lãm năm nay dự kiến đón khoảng trên 10.000 lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Ngoài việc trưng bày các sản phẩm và công nghệ đến với triển lãm, khách tham quan còn được các chuyên gia tư vấn những kiến thức chuyên môn, chia sẻ về xu hướng làm đẹp thông qua chuỗi hội thảo chuyên ngành. Vẻ đẹp nhẹ nhàng mộng mơ của xứ Huế không chỉ đi vào các áng văn thơ hay ca khúc trữ tình mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo của các nhà thiết kế thời trang. Phóng sự sau đây sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem vẻ đẹp cố đô xưa được thể hiện như thế nào trong thời trang. Với những cung điện vàng son, lăng tẩm uy nghiêm và vẻ cổ kính thâm trầm, Huế là niềm tự hào của những người Việt Nam nói chung và người dân cố đô nói riêng. Dấu ấn về nguồn gốc luôn là mục tiêu cũng như sự thách thức của nhà thiết kế đến từ Huế. Gương mặt quen thuộc của kinh thành Huế, nhà thiết kế Viết Bảo đã giới thiệu vẻ đẹp của quê hương bằng giai điệu rất nhẹ nhàng và cổ kính qua ngôn ngữ thời trang. Những cái hoa văn ố học đặc trưng trên những cái hệ thống kiến trúc của cố đô Huế, thì các cái hoa văn này thì được Việt Bảo cũng cập nhật những xu hướng công nghệ mới như in nhuộm 3D và một cái đặc trưng là về nghệ thuật thiếu tay của xứ Huế. Thông qua bộ sưu tập thu đông 2016 của mình, Viết Bảo mong muốn thể hiện nguồn gốc làm cho anh luôn tự hào. Bộ sưu tập của mình thì với tên gọi là Nhị Nguyên, có nghĩa là sắc sắc không không. Thì bộ sưu tập của mình thì chủ yếu mang đến cái cảm hứng của vẻ đẹp hoài cổ điển. Đó là một cái vẻ đẹp nó bất biến và nó tôn vinh cái giá trị vẻ đẹp của nữ tính của người phụ nữ Việt, và điều đặc trưng trong đó là Việt Bảo muốn cảm truyền tải đến một cái nét văn hóa của Việt Nam, và đặc trưng trong đó là cái vẻ đẹp của vị mỹ thuật Trương Nguyễn tại cố đô Huế. Còn với Xuân Hảo, có lẽ cái tình mà anh dành cho quê hương đã thấm sâu vào trong tiềm thức. Những hình ảnh rêu phong của kinh thành Huế trở nên mạnh mẽ và sống dậy trong các phiên bản mang dạng thức kỹ hà hợp lý trên những trang phục dành cho nam giới. Sự kết hợp này như một cách vẽ lại bức tranh theo trường phái hiện thực. Cách kết hợp màu sắc cung đình và chất liệu da cũng chính là một khám phá táo bạo. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Vào ngày 5 tháng 4 tới, viên kim cương màu xanh vô cùng quý hiếm mang tên Divya Millennium Jewel 4 sẽ bán đấu giá tại Hồng Kông. Theo Sotheby's, hãng đấu giá nổi tiếng của Anh dự đoán, viên kim cương màu xanh cực kỳ tinh xảo nặng 10,10 carat này sẽ giành kỷ lục món đồ trang sức đắt nhất với mức giá dao động trong khoảng 30 đến 35 triệu đô la Mỹ, bởi nó được đánh giá là viên kim cương xanh hình bầu dục hoàn mỹ lớn chưa từng có tại bất kỳ phiên đấu giá nào.
Hiện trên toàn thế giới chỉ có khoảng một chục viên kim cương xanh tinh xảo, màu lạ và có trọng lượng trên 10 carat. Do đó, De Beers Millennium Jewel 4 là viên kim cương vô cùng quý hiếm. Ngày 9 tháng 3, tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2016 đã khép lại với show diễn hoành tráng, công phu của thương hiệu Louis Vuitton. Nhà mốt lừng danh không chỉ chinh phục người xem bởi bộ sưu tập mang tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, mà còn gây ấn tượng bởi không gian trình diễn độc đáo, làm từ 200.000 mảnh gương, ghép hoàn toàn bằng tay. Bộ sưu tập dành cho mùa lạnh năm nay khiến giới mộ điệu thỏa lòng mong đợi với những thiết kế đậm chất đường phố, cùng phong dáng khỏe khoắn được trình diễn trên sàn catwalk mô phỏng thế giới nước. Song đó, có những cột gương trong suốt nhô lên từ sàn diễn. Phong cách thể thao hiện lên rõ nét qua áo len sọc dọc, áo jacket ngắn kết hợp với quần da dáng suông. Bộ sưu tập là sự hài hòa giữa nhiều màu sắc, trong đó chủ đạo là đen, xanh dương và đỏ. Hầu hết thiết kế đều đa chất liệu trên cùng một món đồ. Áo, váy của Louis Vuitton chắp kết vải da, đặc sản của nhà mốt, cùng lụa, cốt tông. Hơi thở thập niên 1990 phảng phất trong bộ sưu tập qua những đôi bốt buộc dây, tay áo loe và áo jacket của những tay đua mô tô. Túi xách của hãng mùa tới chủ yếu có dáng hình hộp, kích thước từ nhỏ tới vừa phải. Trong không gian đầy chất thơ của Văn Miếu Quốc Tử Giám, bộ sưu tập áo dài mang tên Sắc Hoa Ticon đã chiếm được cảm tình của công chúng bởi sự khác biệt và những sáng tạo trong thiết kế. Thông qua những cánh hoa Ticon mỏng manh nhưng rực rỡ, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã thổi hồn vào bộ sưu tập với mong muốn góp phần mang đến vẻ đẹp cho người mặc. Với những cái cung bậc cảm xúc của cái câu chuyện về hoa Ticon, tôi đã thiết kế ra bộ sưu tập với mỗi một cái mẫu thiết kế là một câu chuyện, và trong đó những cái câu chuyện đó nó tạo nên những cái hình ảnh về cái sự nữ tính, sự mềm mại cũng như là cái sự sang trọng của cái loài hoa trong mỗi cái cung bậc của nó. Bộ sưu tập được chia thành hai phần, một là dành cho các bạn trẻ với những thiết kế cách tân thể hiện ở phần tay áo, tay lỡ, tay gi lê hay kiểu tay Âu hóa để tạo nên sự trẻ trung và đa dạng, phù hợp với giới trẻ. Phần còn lại là những chiếc áo dài nhung với form dáng truyền thống dành cho những người từ 50 tuổi trở lên. Các thiết kế này cũng được cách điệu bằng việc pha phối màu sắc, chất liệu cũng như họa tiết nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, truyền thống và quý phái. Những cái ý tưởng lấy từ màu sắc, lấy từ những cái chuyển màu cũng như cái hình ảnh của nó tôi đã đưa vào trong trang phục, chủ yếu là mang tính ứng dụng và làm tôn lên cái vẻ đẹp. Tuy có sự phân định rõ trong hai phong cách, nhưng tổng thể bộ sưu tập vẫn mang tính đồng bộ bởi mỗi trang phục như một câu chuyện về cung bậc cảm xúc ý nghĩa của loài hoa Ticon và phần nào đó gợi liên tưởng đến người phụ nữ. Khi thì dịu dàng trẻ trung, khi thì nóng bỏng rực rỡ, khi thì thâm trầm huyền bí. Nếu như trước đây, nghĩ đến trang phục in, chúng ta thường lo ngại các vấn đề như ít màu sắc, mực in sẽ mờ dần theo thời gian sử dụng hay dễ bong chóc, ẩm mốc, thì giờ đây, kỹ thuật in chuyển nhiệt là giải pháp cho tất cả những vấn đề đó. Phương pháp in này rất được các nhà thiết kế yêu thích bởi nó giúp truyền tải ý tưởng một cách chân thực và dưới sự sáng tạo của các nhà thiết kế, trang phục in họa tiết cũng chiếm được cảm tình của công chúng yêu thời trang. Từ mùa xuân hè 2015, làng thời trang đã đánh dấu sự phát triển của kỹ thuật in chuyển nhiệt với hàng loạt bộ sưu tập tại các tuần lễ thời trang như những bức thư tình của nhà thiết kế Minh Minh, hình ảnh một Hà Nội yên bình đầu thế kỷ 20 trên các mẫu trang phục của nhà thiết kế Vũ Việt Hà, hay những tạo hình tinh tế dung hòa cùng gam màu tím trong bộ sưu tập của Hải Long Thế Huy.
Và mới đây, tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2016 cũng khiến giới mộ điệu mãn nhãn với những trang phục in đầy phong cách hay đắm mình trong thế giới các loài hoa của đêm hội áo dài. Thực ra tôi nghĩ là đã khi mà mình đã làm thời trang ấy thì sử dụng các cái phương tiện kỹ thuật là điều cần thiết, cho dù là in hay là cho dù là các cái kỹ thuật khác như in thêu hoặc là cắt laser hoặc các kỹ thuật khác đều cần phải dùng. Mỗi nhà thiết kế, mỗi nghệ sĩ sẽ có một cái cách dùng khác nhau để tạo nên những cái tác phẩm mà theo phong cách của nhà thiết kế đó. Kỹ thuật in hiện tại nó đã phát triển lên ở mức độ rất là cao, giúp cho các nhà thiết kế như chúng tôi có thể nhanh chóng diễn đạt được tốt nhất cái ý tưởng của mình muốn đưa vào mà cái kỹ thuật in trước đây không thể làm được. Nó rất nhanh chóng và thuận tiện và nó cũng rất là đẹp. Phương pháp in này thì các nhà thiết kế sẽ rất là thích và ứng dụng rất nhiều, bởi vì là nó có thể truyền tải vừa cả màu sắc, sắc nét và cả concept mà nhà thiết kế muốn đem lại vào bộ sưu tập. Được ứng dụng khá phổ biến trong ngành thời trang hiện nay, in chuyển nhiệt được coi là một bước kỹ thuật tiên tiến và hiệu quả, tạo ra những sản phẩm mới lạ, hấp dẫn và bắt mắt người tiêu dùng. Công nghệ này bắt đầu được sử dụng trong ngành thời trang Việt Nam từ khi nào, hoạt động của nó ra sao và nó có những ưu điểm vượt trội gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Công nghệ in chuyển nhiệt là phương pháp hiện đại được sử dụng trong ngành in hiện nay và được người dùng tin cậy nhờ chất lượng in nét và sáng sủa giúp tạo ra những bộ trang phục theo thiết kế, ý tưởng riêng. Theo thuật ngữ chuyên ngành, đây là công nghệ in sử dụng nhiệt ở nhiệt độ cao và thuốc nhuộm rắn để tạo ra hình ảnh chất lượng cao. In chuyển nhiệt sử dụng một loại mực in đặc biệt, được gọi là mực in chuyển nhiệt. Khi in, các yếu tố nhiệt độ bốc hơi mực lên tấm giấy được tráng phủ đặc biệt, gọi là giấy in chuyển nhiệt hay giấy in nhiệt. Sau đó, sử dụng một thiết bị ép nhiệt, ép lực vừa đủ kết hợp với hơi nóng để hình ảnh trên giấy in chuyển nhiệt bám vào chất liệu cần in lên. Công nghệ in này thì thực ra là có mặt Việt Nam rất là lâu rồi. Thế nhưng mà xu hướng ở Sài Gòn thì đi trước ngoài Bắc này khoảng 2-3 năm. Ở miền Bắc thì hiện nhà mình cũng là người đi đầu về cái công nghệ in vải truyền nhiệt này. Thì cũng cập nhật liên tục máy móc để làm sao mà đáp ứng được nhu cầu của khách và càng ngày càng phát triển để đáp ứng được xu hướng của khách hàng. Trong những công nghệ in tiên tiến hiện nay, in chuyển nhiệt được ưa dùng hơn cả bởi những điểm vượt trội. Chất lượng hình ảnh cao, nét, không bị giới hạn khổ giấy in và đối với trường hợp in số lượng nhiều thì người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng màu sắc ổn định. Tốc độ in nhanh gấp nhiều lần so với công nghệ in full. Các bản in có tuổi thọ lâu vì không phải trực tiếp xúc với bề mặt cần in. So với công nghệ in full thì công nghệ in chuyển nhiệt sẽ giúp người dùng tiết kiệm được thời gian và chi phí. Đồng thời, với mực in chuyển nhiệt dùng cho máy in full yêu cầu phải sử dụng giấy nhiệt, nhưng với mực in chuyển nhiệt có thể sử dụng các loại giấy FO không bị giới hạn so với công nghệ in full. Ngày xưa thì hầu như là đa phần là nhuộm vải và dệt vải. Thì cái đấy thì nó cũng chỉ trong một cái khuôn khổ, ví dụ như là cái hình tiết họa tiết 3D nó không được truyền tải hết lên. Còn bây giờ thì in cái trên truyền nhiệt này thì tất cả mọi cái sản phẩm là mình muốn in ấy, tạo hình 3D này, rồi là mình cũng họa tiết mà từ như kiểu là mình chụp ảnh thì mình có thể in lên được cái sản phẩm mình như là rửa ảnh. Ưu điểm của phương pháp in chuyển nhiệt đó là việc có thể in được những bộ trang phục với hoa văn phức tạp, nhiều màu sắc mà vẫn giữ được độ nét và sáng. Mực được in thấm trực tiếp lên vải nên người mặc sẽ không có cảm giác bị bí khi mặc. Với công nghệ in chuyển nhiệt này, có thể in bất kỳ vùng nào trên trang phục, đặc biệt không sợ bị phai màu khi giặt, ngay cả với thuốc tẩy. Đó là điểm cộng khiến người tiêu dùng cũng rất yêu thích trang phục sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt. Tôi lựa chọn vải in vì vải in lên vải rất là đẹp và độc đáo, hình ảnh sắc nét và tôi có thể chọn nhiều hình nhiều mẫu. Từ việc in áo thun đơn giản cho đến những bộ thời trang cao cấp, sử dụng in chuyển nhiệt đã được khách hàng biết đến, lựa chọn và xem như một xu hướng thời trang.
với loại mực in chuyển nhiệt chuyên dụng, các công ty thiết kế in ấn cũng như các nhà thiết kế có thể thoải mái và tùy hứng tạo nên những hình ảnh mới mẻ, độc đáo, những mảng màu sắc chuyển đổi phong phú, họa tiết có độ phức tạp cao, nhiều màu sắc, tạo nên chất lượng nghệ thuật cao để đưa vào những tác phẩm của mình mà không còn phải lo bị hạn chế như in lụa hay in full. Từ đó tạo nên sự đa dạng trong lựa chọn cho khách hàng. Không chỉ vậy, một điểm cộng nữa của công nghệ in chuyển nhiệt đó là có thể in trên nhiều chất loại vải khác nhau. Hầu như tất cả các loại chất liệu vải đều sử dụng được. Thì cái nhược điểm của cái vải này là chưa in được 100% cốt tông, chỉ in được 35-65% có pha cốt tông. Còn đâu lại là mọi thứ trên tất cả các chất liệu vải, in da, in dạ, rồi là in len, rồi in organza, in lụa, tất cả đều có thể in được. Sắp tới là bên công ty có cái máy in trực tiếp bên vải, cho dùng cho vải cốt tông, 100% cốt tông. Những cái máy móc thì ngày càng tốt hơn và có thể chấp nhận được rất là nhiều cái chất liệu vải khác nhau. Và chính vì như vậy nên nhà thiết kế có thể có một cái khoảng không gian rộng hơn để thiết kế trên cái chất liệu mà mình yêu thích. Mình thiết kế là do mình từng sản phẩm một, các nhà thiết kế có thể sáng tạo được cái mà họ, những cái mẫu thiết kế của họ ra, họ được thỏa thích, sáng tạo. Ngày trước thì ở Việt Nam rất bị hạn chế vấn đề đấy, thế nhưng càng ngày thì công nghệ nó càng phát triển và cái đáp ứng cho cái ngành may mặc rất là tốt. In chuyển nhiệt đem lại sự phong phú, đa dạng cho ngành thời trang. Dù là người có phong cách thời trang giản dị hay gu thẩm mỹ cao thì sẽ đều hài lòng với sản phẩm của kỹ thuật in này. Với các nhà thiết kế thời trang, kỹ thuật in chuyển nhiệt giúp họ thăng hoa hơn trong những sáng tạo của mình. Bản thân nhà thiết kế khi sử dụng cái kỹ thuật đó thì phải hiểu rất sâu về đồ họa. Và nếu mà biết khéo léo thì nhà thiết kế có thể kết hợp cái kỹ thuật in đấy với một số cái kỹ thuật truyền thống, tạo ra những cái hiệu ứng theo tôi là cũng rất ấn tượng. Tôi là người cũng rất thích làm đồ họa, cho nên là tôi cũng khá tự tin và cũng rất thích thú khi mà sử dụng cái công nghệ mới này. Những người quan tâm đến lĩnh vực thời trang đã chứng kiến thời kỳ lên ngôi của thời trang sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt lên áo bắt đầu từ năm 2010, khi nó tạo ra những sản phẩm vô cùng mới lạ, hấp dẫn và bắt mắt so với công nghệ in lụa thông thường. Tôi rất yêu thích chất liệu vải in, chẳng hạn như là con tôi tuổi khỉ, tôi sẽ in hình con khỉ trên áo. Cho tới nay, kỹ thuật này ngày càng phát triển để đóng góp hơn nữa vào ngành công nghiệp thời trang. Các kỹ thuật in ngày nay vô cùng phát triển để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao, như yêu cầu hình ảnh in lên vải phải thật tự nhiên, thật sắc nét. Đây là sản phẩm công ty in vừa thực hiện cho mình khi mình gửi ảnh vào mail của công ty và đã ra một chiếc áo rất ngộ nghĩnh và xinh xắn hình hai con mình. Chắc chắn với công nghệ in chuyển nhiệt mới này, chi phí đầu tư thì rất ít, công nghệ sử dụng thì vô cùng dễ dàng, giúp các doanh nghiệp có thể ứng dụng và tạo ra được những mẫu thiết kế đẹp và độc đáo cho ngành thời trang Việt Nam. Hơn nữa, ngành in vải Việt Nam sẽ không còn phải dùng những công nghệ in thủ công, tốn nhiều thời gian và chi phí. Đó là một bước tiến quan trọng, giúp cung ứng nguồn vải đẹp ra thị trường, đẩy mạnh sự phát triển cho ngành thời trang nước nhà. Có thể nói, với sự ra đời của kỹ thuật in chuyển nhiệt trên vải, ngành thời trang đã có một bước chuyển mình lớn và trong tương lai, kỹ thuật này sẽ ngày một được ứng dụng cũng như phát triển mạnh mẽ. Với những trang phục sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt, người sử dụng phải lưu ý điều gì? Dụng thì cần lưu ý là mình không nên là bằng mặt nạ quá nóng. Vì nó là gặp nhiệt thì nó sẽ chuyển cái màu nhiệt. Còn lại là mọi thứ đều rất là ok. Ngoài ra thì không, thường thường là để mà không bị kiểu như xước vào mặt bề mặt vải. Bởi vì khi ép nhiệt nó chỉ ép trên cái bề mặt vải đấy thôi. Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. 100 độ Fashion tuần này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin và góp ý cho chương trình qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.